Thân chào các em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em nghe bài 15 công suất. Bài 15 bao gồm 3 phần. Phần 1, chúng ta đi tìm hiểu ai làm việc khỏe hơn. Phần 2, đây là nội dung chính của bài, khái niệm về công suất. Các em sẽ biết được định nghĩa, công thức và đơn vị của công suất. Phần 3, chúng ta vận dụng kiến thức vừa học để giải một số bài tập đơn giản. Trước khi sang bài mới, cô nhắc lại một chút về kiến thức cũ. Có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, viết công thức tính công cơ học khi có lực tác dụng ép cùng hướng với hướng chuyển động. Câu 2, viết công thức tính công cơ học khi nâng thẳng một vật từ dưới lên. Trước khi trả lời, cô giải thích cho chúng ta hiểu câu số 1. Lực tác dụng ép cùng hướng với hướng chuyển động nghĩa là như thế nào? Cô lấy hai ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Ví dụ thứ nhất, ta tác dụng một lực lên một cái bàn. Lực tác dụng có phương nằm ngang. Kết quả, cái bàn cũng chuyển động theo phương nằm ngang. Như vậy, lực ép cùng hướng với hướng chuyển động. Ví dụ thứ hai, một trái bưởi đang rơi từ trên cây xuống. Rõ ràng nó rơi xuống do trọng lực tác dụng, mà chúng ta đã biết trọng lực có phương thẳng đứng. Trái bưởi rơi từ trên cao xuống cũng theo phương thẳng đứng, và như vậy lực cùng hướng với hướng chuyển động. Ta có công thức tính công A như sau: A bằng F nhân S. Trong đó F là lực tác dụng, đơn vị Newton. S là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là mét. Học kỳ 1 mình còn biết thêm đơn vị là km nữa, nhưng trong công thức này thì chỉ có một đơn vị hợp pháp của quãng đường là mét thôi. A là công của lực, đơn vị là joule. Vậy nếu lực F không cùng hướng với hướng chuyển động thì sao? Thì công thức ta không thể sử dụng A bằng F nhân S, mà ta sẽ sử dụng một công thức khác. Chúng ta lên lớp 10 học tiếp. Câu thứ 2, công A được tính bằng công thức P nhân H. P là trọng lượng vật, đơn vị là Newton. H là độ cao nâng vật, đơn vị là mét. A là công thực hiện, đơn vị là joule. Vậy có bạn nào đặt câu hỏi tại sao có tới hai công thức tính công không? Thực ra công thức tính công A bằng B nhân H ta suy luận từ công thức A bằng F nhân S. Lý do như sau: khi ta kéo đều một vật từ dưới lên thì độ lớn của lực kéo ít nhất bằng với trọng lượng của vật. F kéo bằng P. Và quãng đường vật di chuyển lên bằng chính độ cao nâng vật lên, S bằng H. Nên thay vì viết A bằng F nhân S, ta viết A bằng P nhân H. Nó dễ hiểu và đơn giản nó rất là nhiều. Bây giờ chúng ta vào bài học mới nhé. Một la mã, ai làm việc khỏe hơn? Hãy chú ý vào ví dụ. Trong sách giáo khoa trang 52, có hai anh công nhân là anh An và anh Dũng làm công việc đưa gạch từ mặt đất lên trên lầu 1. Anh An đưa 10 viên gạch, mỗi viên nặng 16 N lên cao 4 m trong thời gian là 50 giây. Anh Dũng đưa 15 viên gạch, mỗi viên cũng nặng 16 N cũng lên độ cao 4 m nhưng trong thời gian là 60 giây. Câu A, tính công thực hiện của mỗi người. Câu B, hãy tìm xem ai khỏe hơn hoặc ai làm việc nhanh hơn. Các em quan sát hình vẽ trên màn hình, các em thấy ròng rọc được sử dụng trong bài là ròng rọc cố định. Mà ở lớp 6 mình đã học rồi, ròng rọc cố định chỉ có tác dụng thay đổi hướng kéo mà không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực kéo. Có nghĩa là lực tác dụng vào đầu sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật, F kéo bằng với P. Còn nếu nó là ròng rọc động thì F kéo bằng 1/2 của P. Vì vậy, công thức chúng ta sử dụng trong bài đã là A bằng P nhân H. Bây giờ ta đi tính công thực hiện của anh An
lấy số vô. Lấy 10 nhân 16. 10 là số lượng viên gạch, 16 là trọng lượng một viên. Vậy 10 nhân 16 là tổng trọng lượng của 10 viên gạch. Rồi nhân tiếp với độ cao là số 4. Ta đáp số là 640 joule. Tương tự như vậy, công thử hiện của anh Dũng, ta lấy số lượng viên gạch là 15 nhân với trọng lượng một viên là 16, rồi nhân tiếp với độ cao là 4, ra 960 joule. Ta sang phần B, đi tìm hiểu ai khỏe hơn. Kết hợp giữa dữ kiện đầu bài và kết quả của câu A, ta có anh An thực hiện công là 640 joule trong thời gian là 50 giây. Anh Dũng thực hiện công là 960 joule trong thời gian là 60 giây. Ở đây có hai đại lượng công và thời gian của mỗi người đều khác nhau, mà bài tập này là loại bài tập so sánh. Ta lại không thể biết ai khỏe hơn, ai nhanh hơn. Vậy làm cách nào? Cô gợi ý, ta có cách thứ nhất. Ta đưa về một yếu tố giống nhau, đó là thời gian. Cùng là một giây, nếu ai thực hiện công nhiều hơn thì người đó khỏe hơn, nhanh hơn. Cách 2, chúng ta tìm hiểu trong sách giáo khoa. Ta đưa về yếu tố công thực hiện một joule như nhau, ai thực hiện trong thời gian ít hơn thì người đó khỏe hơn. Chúng ta tìm hiểu cách 2 trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ chúng ta đi tìm công thực hiện của anh An trong một giây, làm phép tính chia, lấy 640 joule chia cho 50 giây bằng 12,8 joule. Tương tự, công thực hiện của anh Dũng trong một giây, lấy 960 joule chia cho 60 giây bằng 16 joule. Như vậy, nhìn vào kết quả chúng ta vừa tìm được, rõ ràng trong cùng một giây, anh Dũng thực hiện tới 16 joule, lớn hơn 12,8 joule của anh An thực hiện. Cho nên, anh Dũng làm việc khỏe hơn. Vậy từ một bài tập phức tạp, ta đưa về bài tập đơn giản, đi tìm công thực hiện được trong một giây, ta biết được anh Dũng làm việc khỏe hơn. Trong vật lý, muốn biết người hay máy làm việc khỏe hơn, nhanh hơn, người ta đưa ra khái niệm công suất. 25 mã, công suất, một nhỏ định nghĩa. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian, cụ thể là một giây. Dựa vào định nghĩa, ta biết ngay công thức tính công suất là ta phải thực hiện phép tính gì? Chắc chắn là phép tính chia rồi. Công suất ký hiệu là chữ P viết hoa. P bằng A chia T, lấy công chia thời gian. Các em chú ý, nếu các em viết chữ P in hoa thì nó là trọng lượng, chúng ta đã từng viết rồi. Còn đây là P hoa ha. Trong công thức này ta hiểu A là công thực hiện, đơn vị là joule. T là thời gian thực hiện công, đơn vị là giây. Nếu bài tập cho đơn vị là phút và giờ, bắt buộc em phải đổi đơn vị ra giây. P là công suất, đọc là watt, ký hiệu là chữ W. Ba nhỏ, đơn vị của công suất. Đơn vị của công suất là watt, ký hiệu chữ W. 1 watt bằng 1 joule trên 1 giây, có nghĩa là bằng 1 joule trên giây. Cô lấy ví dụ, ta tính ở vế phải, ta ra 700 joule trên 1 giây, thì có nghĩa là công suất, đáp số của chúng ta sẽ là công suất là 700 watt. Ngoài ra còn có đơn vị khác là bội số của watt, đó là kilowatt. 1 kilowatt bằng 1000 watt. Và bội số của watt nữa là megawatt. 1 megawatt còn lớn hơn cả kilowatt, nó bằng 1000 kilowatt và bằng 1 triệu watt. Các em có biết tại sao đơn vị của công suất là watt không? Cô giới thiệu với các em hình ảnh của ông James Watt, là một nhà phát minh, một kỹ sư người Scotland, nước Anh. Ông là người đầu tiên phát minh ra máy hơi nước, mà nhờ đó đặt nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp của nhân loại.
để ghi nhớ những công lao đóng góp của ông, người ta lấy tên ông đặt tên cho đơn vị công suất. Chúng ta sang phần 35 mã, phần vận dụng. Câu hỏi thứ nhất, trên máy bơm thứ nhất có ghi 400W, em hiểu con số đó như thế nào? Trên máy bơm thứ hai có ghi 600W, vậy khi hai máy bơm đang hoạt động thì máy bơm nào làm việc khỏe hơn, tại sao? Đơn vị của con số này là watt, vậy chắc chắn con số này chính là công suất của máy. 400W chính là 400 joule trên một giây. Vậy câu trả lời thứ nhất là 400W là công suất của máy bơm thứ nhất. Được hiểu là trong thời gian một giây, máy bơm có khả năng thực hiện được một công bằng 400 joule, chứ không phải 400W đâu nhỉ. Hôm nay học xong bài công suất, chúng ta đã biết số watt ghi trên bao bì, nhãn bác của tất cả các đồ dùng của các máy móc thì đấy cho ta biết đó là công suất của máy, của các đồ dùng đó. Chúng ta sang câu B. Máy bơm thứ hai, trên máy bơm thứ hai có ghi 600W, có nghĩa là 600 joule trên một giây. Vậy rõ ràng máy bơm thứ hai làm việc khỏe hơn máy bơm thứ nhất vì có công suất lớn hơn, 600W lớn hơn 400W. Hôm nay chúng ta biết thêm một điều nữa, số watt càng lớn thì khả năng làm việc của máy móc càng khỏe, thực hiện công càng nhanh hơn. Nếu bây giờ chúng ta đi siêu thị điện máy với ba mẹ, trời đang nóng cần mua một cái quạt chạy thật là khỏe, máy điều hòa thật là mát và máy xay sinh tố chạy thật là nhanh, thì chúng ta chọn cái số watt lớn. Thế nhưng đôi khi số watt lớn cũng không phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình vì nó quá khỏe. Vì vậy thực tế ra khi mua đồ, lựa chọn đồ, ta phải chọn những cái máy móc hoặc dụng cụ điện có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Câu 2, tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở trên. Trước tiên chúng ta ghi tóm tắt dựa vào kết quả của câu A. Chúng ta biết được công thực hiện của mỗi người, A1 bằng 640 joule, A2 bằng 960 joule. Thời gian thực hiện công của mỗi người, T1 bằng 50 giây, T2 bằng 60 giây. Ta nhìn vào đơn vị thì tất cả các đơn vị đều là đơn vị hợp pháp. Vì vậy, ta áp dụng công thức và làm bài luôn. Trước tiên ghi câu trả lời, công suất của anh An. Ghi công thức trước, P1 bằng A1 chia T1, thế số vô bằng 640 chia cho 50, đáp số bằng 12,8, đơn vị là watt. Tương tự, công suất của anh Dũng, P2 bằng A2 chia T2 bằng 960 chia cho 60 bằng 16, đơn vị là watt. Còn ở phần 1, ta đi tìm công thực hiện của anh An và anh Dũng trong một giây thì ta ghi 12,8 joule trong một giây. Nhưng sau khi đã học xong bài công suất, biết áp dụng công thức thì ta ghi là 12,8W hoặc là 16W. Và so sánh, rõ ràng anh Dũng làm việc khỏe hơn do có công suất lớn hơn. Sang câu 3. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80 Newton và đi được 4,5 km trong nửa giờ. Câu A, tính công suất trung bình của con ngựa. Câu B, chứng minh công thức P bằng F nhân V. Trước tiên chúng ta cũng phải ghi tóm tắt. Lực F bằng 80 Newton. Quãng đường đi được S bằng 4,5 km. Đơn vị này chưa hợp pháp, vì vậy chúng ta phải đổi sang đơn vị mét, bằng 4.500 mét. Thời gian đi là nửa giờ, T bằng 0,5 giờ, đổi ra bằng 30 phút và bằng 1.800 giây. Câu hỏi A là đi tính công suất của con ngựa. Và chúng ta nhớ luôn, công thức tính công suất là gì? P bằng A chia T. Trong công thức này, nhìn sang phần tóm tắt, đại lượng nào người ta đã cho biết và đại lượng nào cần tìm? À, T người ta cho rồi, nhưng công thì người ta chưa cho. A bằng F nhân S. Đó. Như vậy muốn tìm công suất ta phải có hai phép tính. Tính công trước rồi mới tính công suất sau.
thế số vô ha. Công của con ngựa thực hiện được trong nửa giờ. A bằng F nhân S bằng 80 nhân 4.500 bằng 360.000 joule. Sau đó ta tìm công suất. Công suất của con ngựa là P bằng A chia T. Các em nhớ làm bài tập phải ghi công thức trước, sau đó mình mới thay số vô. Bằng 360.000 joule chia cho 1.800 giây, đáp số là 200. Em viết 200W. Câu B, ta chứng minh công thức P bằng F nhân V. Ta đi chứng minh công thức P bằng F nhân V. Ta đã biết P thì bằng A chia T. Mà A được tính bằng công thức nào? À, ta nhớ ra rồi. A sẽ bằng F nhân S. Dưới mẫu T ta giữ nguyên. Dùng toán học, ta viết tách ra. Bằng F nhân với S chia T. Quãng đường chia thời gian chính là vận tốc. Ta có bằng F nhân V. Ta có hai cái chú ý khi sử dụng công thức này. Chú ý thứ nhất là ta muốn sử dụng công thức này ta phải chứng minh ra ta mới được sử dụng. Chú ý thứ hai, đơn vị của vận tốc trong công thức phải là mét trên giây. Chúng ta không được để km trên giờ. Cô giới thiệu với các em phần có thể em chưa biết. Để đo công suất ngoài oát, người ta còn dùng đơn vị khác nữa là mã lực. Đó là gọi là sức ngựa. Mã lực là đơn vị cũ để đo công suất, trước đây rất thông dụng nhưng nay ít dùng. Một mã lực pháp ký hiệu CV. 1 CV xấp xỉ bằng 736W. Còn một mã lực Anh ký hiệu HP. 1 HP xấp xỉ bằng 746W. Các em vẫn nghe máy điều hòa ở nhà chúng ta là sử dụng là máy một ngựa hay là ngựa rưỡi. Đó chính là đơn vị cũ người ta còn dùng. Công suất của con người khi lao động chân tay trong những điều kiện bình thường trung bình khoảng từ 70 đến 80 W. Khi đi bộ, công suất trung bình của người có thể là 300 W. Nước ta có nhiều nhà máy thủy điện. Đây là nhà máy thủy điện Hòa Bình, là nhà máy có công suất lớn thứ hai của nước ta. Công suất của nhà máy là 1.920 MW. Công suất của tên lửa đẩy tàu vũ trụ là có thể đạt tới 15.000 MW. Cô hướng dẫn các em về nhà chuẩn bị bài, xem và soạn bài 16, bài cơ năng và trả lời các câu hỏi sau. Khi nào ta nói vật có cơ năng? Có mấy dạng cơ năng của một vật? Các dạng cơ năng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các em soạn trước và tuần sau cô sẽ giảng cho chúng ta nghe bài cơ năng. Cảm ơn các em. Chào các em. Buổi học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.